Chúc cho mà nội con, chúc cho mà nội con hết bệnh, có tiền, có nhà, đừng cho mơ tạc cho mà nội. Tạc cho bà nội con có tiền. Mà hỏi cho mà nội con hết bệnh, giải cho mà nội con hết bệnh, mà hãy giúp cho nội con hết bệnh. Ủng hộ cho mà nội con hết bệnh, rồi ông nội con chăm sóc cho mà nội con cho hết bệnh, rồi kịp rồi giải cho mà nội con hết bệnh. Con có niệm Phật cho bà nội hết bệnh không? Có. Đâu là con nói sao đâu, con nói cho chú nghe. Con giải cho mà nội con hết bệnh, mà nội nuôi ba chị em con. Là con giấy con cầu nguyện cho bà nội con hết bệnh nha. Thằng bà nội con nuôi ba chị em con nha. Nhưng mà khi con cầu nguyện, con cầu nguyện sao đâu? Con nói cho mấy chú nghe coi. Con cầu nguyện... Ông nào đó? Con cầu nguyện chỗ này. Chỗ này á he. Dạ. Hèn ơi là con cầu nguyện ông thần tài giúp thổ địa cho bà nội con mau hết bệnh, đặng nuôi ba chị em con. Khỏe rồi, cũng đỡ đỡ rồi. Nói lớn lên cho chú nghe. Nói lớn lên cho mấy chú nghe chứ. Mẹ con khỏe cũng đỡ đỡ rồi, mẹ con... Chà, mình hỏi con khỏe cũng đỡ đỡ rồi. Nhưng mà mình nói con chảy máu. Ừ. Mà nói con khỏe cũng đỡ đỡ nhưng mà chảy máu ha. Dạ. Rồi con có cần mấy chú giúp gì? Chị với không lúc là qua khỏi không? Dạ. Rồi ảnh nói mình lấy vợ đi. Đây nè. Đặng lo cho cháu, rồi ảnh nói là lấy vợ. Đâu có phải cháu người ta đâu mà người ta lo. Ảnh nói em bị khùng hả? Em nói cái thí dụ á, lỡ khi mà chị kêu ổng đi lấy thiệt rồi sao? Rồi chị buồn không? Chị không buồn đâu. Dạ, tại cái này là... Bệnh chị nằm một chỗ. Hiện tại thì để em hỏi anh, một cái người vợ anh nói như vậy đó anh, rồi dắt đó rồi cái cảm xúc anh như thế nào? Mình buồn. Dạ. Mình buồn bởi vì mình làm... Bổn phận mình lo cho vợ, vợ kêu gì mình buồn cũng... Mình có cái ý mình nó không có muốn cái vụ đó là nói cái vụ đó ra thì mình buồn. Chỉ muốn là để lo cho vợ hết bệnh và chăm vợ. Cháu tiếp phụ anh thôi ha. Bệnh. Rồi lúc khuya mưa hơi nhiều, rồi sáng gãy gắt thì gắt. Giờ mấy ông cháu bữa nay ăn cơm cái gì vậy? Ăn với cá lọc lú rồi kho vẹt nè. Cá lọc lú hồi lú hôm bữa mấy anh em gửi tiền mua đó. Dạ. Rồi chứ nói rau gì? Rau gì anh? Đi đồng hái rau muống luộc. À, hái thêm rau muống luộc nữa. Rồi là mấy? Chàng, rồi không có cái bàn nữa chàng. Rồi trời mưa là mình đặt nó không chạy hay sao? Chưa dở nữa. Chưa dở. Đặt chạy thì đặt hôm qua chạy được nhiêu đây nè. Yeah. Có quẹt. Dạ, Thanh Trúc xin chào cả nhà. Bữa nay Thanh Trúc có quay lại ba chị em mồ côi nè cả nhà. Thì Thanh Trúc mời cả nhà cùng theo dõi video ạ. Chị em mồ côi nè cả nhà. Chị em ơi. Đang ăn cơm hay gì con gái? Rồi ông nội đâu? Đang làm cơm nè. Rồi sáng ăn cơm hả anh? Dạ. Chàng ơi, gì đâu mà nhẹp hết trơn. Bộ mưa. Tối mưa hả gì á anh? Mưa. Tối bộ mưa hả gì con gái? Mưa tạt hả? Rồi đang sửa sáng ăn cơm hả con? Con ăn cơm gì đây? Cái gì? Cơm gì hả con? Cá hả? Chàng ơi, rồi là sáng mưa rồi lâu dữ không anh, mà sao em thấy rồi lúc khuya mưa hơi nhiều, rồi sáng gãy gắt thì gắt. Giờ mấy ông cháu bữa nay ăn cơm cái gì vậy? Ăn với cá lọc lú rồi kho vẹt nè. Cá lọc lú hồi lú hôm bữa mấy anh em gửi tiền mua đó ha. Rồi chứ nói rau gì? Rau gì anh? Đi đồng hái rau muống luộc. À, hái thêm rau muống luộc nữa. Rồi là mấy? Chàng, rồi không có cái bàn nữa chàng.
Rồi trời mưa là mình đặt nó không chạy hay sao? Chưa dở nữa. Chưa dở. Đặt chạy thì đặt hôm qua chạy được nhiêu đây nè. À, có quẹt. Nói chung là đặt cái đó là đặt một bữa mấy bữa mình mới dở anh. Đặt sáng mình dở. Còn sáng nay chưa dở cái này. Hôm qua mình dở. Coi coi mấy anh em ăn kìa. Rồi sao mà chú chó sao nó thảy nó ăn cơm chung với mấy đứa luôn hả? Vậy bỏ nó đi đâu, nó sống với mình được chạy. Sao hôm bữa mấy anh em lại đâu có đâu mà. Bữa đó nó nằm ở dưới đó với chị á, lúc nào con chó này cũng nằm dưới cái chị chứ anh hả? À, đúng. Đuổi nó chạy đi, xíu nó chạy rồi nó rồi. Dạ. Chỗ nào mà che không dột là nó lại. Con chó nó trung thành với chủ. Vậy à, tới tối là nó nằm ở đó đó, rồi tới bữa nó một ngày nó vô trọng rồi. Vô chứ bạn. Chàng ơi, rồi anh cho hỏi thăm nè, rồi đặt lú mấy bữa nay đủ sống không anh? Mới mua được có 10 cái à. Đặt là kiếm ăn. Là đủ ăn thôi chứ chưa dạ, có dư ha. Dạ. Dạ. Hôm bữa mấy anh em kêu mua là 10 cái thử nghiệm đó ha. Dạ. Dạ. Chàng ơi chàng. Mà cũng vô. Có bán được không? Có bán đâu. Bán được 30 ngàn. À bán được 30 ngàn ha. Bán cho người ta đặt cua. Là nó dính mồi á. Nó dính những cái gì anh? Có tôm được không? Có mấy con tép dưới xuống qua cũng còn nè. Chàng ơi dưới cắp hy cái sạc kìa, bà đút cho chó ăn kìa. Chàng ơi thấy cưng không? Mấy con bé này chắc nó cưng chó này dữ lắm ha. Dạ nó ồn. Nó ồn suốt hả? Dạ vậy là giờ sáng giờ là mưa rồi anh chưa có đi dỡ nú được anh ha? Chưa. Dạ. Con gái cho chú hỏi thăm nè, bữa nay con ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm với thô quẹt. Thô quẹt. Thô quẹt nữa hả? Dạ. Rồi cái này thì cũng khô khô thiệt không anh? Khô khô. Khô khô mà bé nó kêu khô quẹt ha. À kho vậy nó kêu khô quẹt à? À đúng rồi, chàng ơi. Mà cũng có quẹt. Em thấy có ớt trong đó nữa, bé nó ăn được không anh? Được, bê mình lửa mình bè. Lửa hả? Chàng ơi ăn cũng mạnh quá ha. À, sáng à, không có đi ăn sáng gì chứ à, là ăn ở nhà gì đó. Ăn ở nhà. Dạ, tội nghiệp quá. Thương mấy ông cháu quá. Ôi, cái ông đèn đó ông ăn cũng dữ quá chứ bộ. Rồi anh cho em hỏi thăm nè. Hôm bữa giờ đó, gia đình mình nhận được sự giúp đỡ cũng nhiều quá anh. Dạ. Rồi khi đó là mẹ của bé có điện về không anh? Không. Không điện hỏi thăm sao luôn hả ta? Không. Chàng ơi chàng, sao mà vô tâm với gì chàng? Chết. Rồi mẹ mà không điện rồi ba có điện không anh? Ờ ba cũng có điện. Có ha. Chắc ba cũng mừng dữ thêm nha. Mừng, ba mừng khóc hoài luôn. Khóc là, mừng nha. Là sao anh kể lại cho em dưới diễn giả được biết. Cũng như là giúp đỡ mấy đứa cháu nè, rồi ba nó coi clip á. Thấy ba nó mừng quá trời, mừng khóc luôn mà. Dạ. Nhờ sổ ủng hộ trong nước ngoài nước, rồi nó mừng quá. Rồi tình hình của chị hôm nay sức khỏe sao rồi anh? Bữa nay ra máu quá trời. Trời ơi. Là nó nghiêm trọng hơn hay sao anh? Nó ra máu, không biết nó đụng đâu hay sao. Trời ơi chàng. Rồi hôm bữa em có cho số điện thoại đó, rồi anh liên hệ được không? Được. Rồi uống chưa? Uống với đắp chưa? Bởi vì nói chừng nào chứ gắng uống cái này hết à. Làm cái đó bị không còn thuốc. Bây giờ mình ngưng cái này trước đi. Dạ. Mình ngưng đi. Dạ, em nghe nói là cái đó là người ta chỉ rất là hay đó. Tại vì nhiều người ta hết lắm rồi. À, đi lấy nó dập sỏi nha. Bạc Hà Núi hả? Bạc Hà Núi, đúng rồi. Cái ổng khó lắm đó. Ổng đang đi mua cho nó. Khó lắm mấy ngày mới liên lạc. Mà bình thường mấy anh em hỏi không chịu trả lời mà biết nói chuyện hay anh ha. Con gái ơi, con gái là tên gì anh? Mẹ. Con bé mới kêu anh nè. Thiên Phúc. Thiên Phúc ơi, Thiên Phúc. Con năm nay mấy tuổi rồi Thiên Phúc? Mấy tuổi. Nói chú nghe điện thoại chú cho bánh ăn nè. Mấy tuổi? Mấy tuổi con? Mấy tuổi? Con bao nhiêu tuổi? 2 tuổi. Nhắc thì nhắc, chị hai nhắc. Chị hai năm nay nhiêu tuổi? 6 tuổi. 6 tuổi nha. Chàng ơi, chàng rồi bây giờ cái chị áo vàng này, chị áo vàng sinh đôi này cho chó ăn hết rồi chỉ ăn cái gì chàng? Ừ, rồi cứ okay. Cứ bơi hết, đừng cho nó ăn nữa. Đừng cho nó ăn nữa con.
Nó ăn được mờ quá. Hả? Không. À, như vậy đi anh ơi, thì cái thuốc đó đó là nhiều quý vị á, dạ, là đang mắc phải cái tình trạng như chị á, dạ, là đã điều trị hết rồi, dạ, cho nên anh cứ tin tưởng anh làm đi, tại vì em nghĩ rằng á chị sẽ qua khỏi thôi. Nó đừng cho cháu ăn nữa. Là bậc bậc Hà núi đó, còn ngoài cái gì nữa không, không hay là bậc Hà núi không? Bậc Hà núi không ạ? Bậc Hà núi không ạ? Không, hai thứ. Không chỉ hai thứ. Là hai loại là không? Dạ. Cái loại kia là loại gì ạ? Đó đồ đủ này là uống trước. À. Có nghe mình uống trước cỡ 5 phút thì mới uống bật. À. Lá đồ đủ thì dễ kiếm mà. Lá đồ đủ thì mình nấu riêng. Đồ đủ. Yeah. À rồi thì em có nghe nói là khi mình nấu là mình sắc uống giống như là nước vậy đó, hai nước đúng không? Hai nước, ba nước cũng được. Mình đổ rồi. Trời ơi, để cơm vừa cho nó ăn, chó nó ăn hết không mà đổ giữ cơm vô đó gái. Con chó nó ăn cơm không nữa kìa. Kìa. Ăn cơm với rau muống á. Kìa nó cũng ăn. Đừng có đổ cơm ra nó con. Gì được ơi. Nó ăn hết không anh? Chó nè. Vậy thì nó cứ múc đổ hoài nè. Gì hả? Không có gì biết sao không? À, khi mà như vậy á, mỗi lần mà anh làm cho ăn như vậy mà dư á, cái anh gom lại cái anh bỏ vô cái chén lại á. Dạ. Rồi anh chan miếng nước mắm hay là miếng khoai quẹt gì đó. Nó ăn rồi, vậy là rồi à. Như chứ chưa mình cho nó ăn nữa. Mình để đó. Với lợi á là từ đây trở về sau á anh á, ví dụ mà đừng có cho nó ăn chung với mấy bé nữa, nó không có được sạch á. Ha. Mình thương chứ cũng hạn chế bớt anh. Đúng rồi này. Rồi nói chung là lỡ cái đợt này thôi. Ví dụ sau anh đừng cho ăn chung với mấy bé, nó không có được sạch đâu. Thấy tư nghiệp quá. Dạ. Tuy rằng biết thương thương thiệt mà ngồi chung cái mâm cơm luôn dùng cái gì. Con ơi, con gái ơi, con gái cho chú hỏi thăm nè. Hôm nay á con có tiền rồi, con có điện cho cha con không? Rồi cha con có điện cho con không? Có mẹ. Cha con điện nói sao? Cho ăn nha, cho con điện. Nghỉ ăn đây vậy. Nói lớn lên cho chú nghe. Nói lớn lên chứ. Cha con điện nói là cha con thấy tiền, cha con đi về. Cha con thấy tiền, cha con đi về hả? Dạ. Mà phải gì không? Cha con có về chưa? Chưa. Chưa hả? Ừ. Tết Tết mới về. Nói cho mấy đứa này không? Nó mừng nè. À, vậy như là anh nói vậy đó em ha. Dạ. Cho mấy cháu nó mừng ha. Dạ. Ừ. Rồi anh có kêu ảnh về thăm mấy cháu không anh? Cũng có kêu mà nó còn mắc làm cho ông ta. Ừ, có gì mình cho tiền xe anh về cũng được. Mắc làm cho ông ta không cho về. Rồi con gái ơi, cho chú hỏi nè. Vậy rồi cha con điện hỏi thăm rồi mẹ con có điện không? Không luôn hả? Chỉ có cha con thôi ha. Đừng cho nó ăn nữa con. Đợi. Thấy mấy anh, ăn kho quẹt với rau muống chấm mà. Thấy ngon luôn á. Bữa hai anh em có trải nghiệm qua rồi á. Để vô chén gì anh? Để chờ cho nó. Đúng rồi. Để xác mấy bé nó ăn nó không có được. Chàng ơi, ảnh em cũng hốt vô đó kìa. Bà cũng thấy cưng quá ha. Đúng rồi. Chị hai ăn rồi chưa? Chị hai ăn rồi chưa? Cho rồi mấy chưa? Chú hỏi chuyện chút coi. Ăn rồi chưa? Để sáng làm như để cho nó riêng bên nha. Sáng làm như chị hai ăn không được nhiều ha. Cũng làm cho có cho mua sữa đó. Vậy làm cà phê sữa cho mấy bé uống. Vậy là sáng uống cà phê sữa trước. Rồi bắt đầu cái anh mới nấu cơm. Đừng có đổ ra nữa con gái. Chàng ơi, con chó nó khôn kìa quý vị không dám. Ra đi con. Kêu nó ra không? Kêu nó ra không? Ra. Ra. Ra ra kìa, ra kìa. Chỉ kêu ra kìa. Đó. Con gái cho mấy chú hỏi thăm nè. Con không dạy con nhớ mẹ không? Không. Mà con đi bỏ con rồi, con nhớ con chỉ thương bà nội rồi. Con ăn. Con đi bỏ con rồi, con không nhớ con chỉ thương bà nội rồi. Con nhai đi rồi hãy nói chuyện gái. Ừ. Rồi con cho chú hỏi thăm nè. Rồi bà nội hôm nay bà nội khỏe chưa? Khỏe rồi, cũng đỡ rồi.
Nó lớn lên cho chú nghe. Nó lớn lên cho mấy chú nghe chứ. Mẹ con khỏe cũng đỡ đỡ à, mẹ con. Chà, mình hỏi con khỏe cũng đỡ đỡ à. Nhưng mà mình nói con chảy máu. Mình nói con khỏe cũng đỡ đỡ nhưng mà chảy máu ha. Dạ. Rồi con có cần cái gì? Chúc cho mà nội con. Chúc cho mà nội con hết bệnh. Có tiền. Có nhà. Đừng cho mơ tạc cho mà nội. Chúc cho bà nội con có tiền, rồi hết bệnh, rồi có nhà, đừng cho mưa tạt cho bà nội ha. Dạ. Đi làm mưa là bà nội con lạnh lắm hay sao? Dạ. Có tạt trúng bà nội không? Có. Có nữa hả? Chà. Rồi mưa có tạt trúng con không? Chà. Có luôn. Chà. Rồi sao con không kêu giúp cho con đừng có mưa tạt mà giúp cho bà nội thôi? Con đừng tạt, con khỏi dẹp đó, con dẹp. Giúp cho bà nội. Giúp cho bà nội thôi ha, con khỏi cần giúp luôn. Chàng ơi, chàng thương bà nội cả đó đó chàng. Bởi vì bà nội mới thương phải rồi. Anh có dạy bé nói gì không anh? Không. Tự bé nói đó hả? Không, mình dạy nó mới lớn đi đâu, đâu nhớ đâu. Rồi, quyến cái gì? Con gái ơi, cho chú hỏi thì như vậy rồi mỗi lần mà ông nội con á đi làm đó, rồi ở nhà lấy thuốc đó, rồi ai lấy? Con lấy cho bà nội uống. Bà nội kêu con hay là con tự lấy? Ừ, con tự lấy. Trời ơi, con thấy nội bệnh rồi con tự lấy cho nội hả? Chị. Có múc nước này kia được luôn không? Lấy thuốc phải lấy nước chứ. Ừ. Rồi thí dụ rồi sao con biết thuốc gì mà con lấy? Nội kêu hay sao? Thuốc giảm đau. Chàng biết luôn á, chú này mới biết. Ngoan. Rồi con gái cho mấy chú hỏi thăm nè. Con thấy bà nội nằm đó rồi bị đau chứ gì á. Rồi con buồn không? Buồn. Con buồn rồi con nghĩ làm sao? Con nghĩ con giả cho bà nội con hết bệnh, mình nói mới hết bệnh được. Gái nói lớn to lên cho mấy chú nghe, cho cô chú được nghe gái. Con nghĩ làm sao, con nói lớn lên cho mấy chú nghe chứ. Nói lớn lên rồi. Con có niệm Phật cho bà nội hết bệnh không? Có. Đâu là con nói sao đâu, con nói cho chú nghe. Con giải cho bà nội con hết bệnh. Bà nội nuôi ba chị em con. Là con giấy con cầu nguyện cho bà nội con hết bệnh nha. Dạ. Thằng bà nội con nuôi ba chị em con nha. Nhưng mà khi con cầu nguyện, con cầu nguyện sao đâu? Con nói cho mấy chú nghe coi. Con cầu nguyện. Ông nào đâu? Con cầu nguyện chỗ này. Chỗ này ha. Dạ. Hèn ơi, là con cầu nguyện ông thần tài giúp thổ địa cho bà nội con mau hết bệnh đặng nuôi ba chị em con. Hèn ơi, ăn xong tự dọn luôn thứ gì. Rồi còn cho chó ăn nữa thêm. Quá giỏi. Hèn ơi, thấy cười quá. Cái này là tự ăn rồi tự dọn luôn. Rồi con dọn cái đất, ông nội dọn cái này. Nghe chị em xinh buồn lắm lẹ hết trơn. Hồi nãy em có nghe anh nói là hình như là anh chưa có đi dở 12 chữ ngục phải không? Chưa. Rồi bình thường là anh đi bằng cái gì? Đi bằng vỏ. Đi bằng vỏ hả? Vỏ nhỏ. Rồi vỏ đó của ai anh? Vỏ của bà ngoại. Vỏ của bà ngoại là nhà gần bên đó ha. Dạ, ăn rồi hả chị? Dạ, thôi như vậy đi à, dạ, bây giờ dọn vô đi rồi cho mấy anh em đi dở 12 cái ngục chung với anh đi. Dạ. Đó là hành trình mấy anh em đi dở. Ôi ôi, có lúng. Bên là nó dính cá chốt cái gì anh? Có dính cua không? Có xôi. Mà cũng có ha. Có mà hiếm lắm. Cái này mình đặt từ cái hay sao anh? Dây mà đúng dây. À dây luôn. Con gái ơi, đi này vui không con? Vui. Vui. Con thường đi theo ông nội không? Không, mình không có đi. Ông nội không có cho con đi à? Dính con gì bự rồi kìa anh. Có gô chà bá luôn. Cá gô kìa quý vị. Chết hả anh? Chết. Trời ơi. Hết bán có tiền nè. Hết bán có tiền á. Ủa là mình cuộc con dây vậy đó hả? Như cái anh, 10 cái hả gì? 10 cái. Ui, dính cái gô quá nè. Cá chốt. Cá chốt. Thì vậy này nó cái kinh này nó hơi nhỏ quý vị. Thì đây là nước kêu bằng nước mặn lỡ đó ha anh. Ôi ôi nè.
À, mấy hôm nay có khi nào dính được con cua nào không anh? Dính được con luộc cho mấy đứa nhỏ. Là hôm bữa giờ dính được con cua mới có 3 ngày khởi đầu là dính con cua rồi. Dính con cua. Quá trời có chốt. Ôi ôi quá kìa. Quá anh. Chốt kìa. Quý vị ơi. Bữa nay vô được cái mẹ cá chốt rồi. Mới đổ ra anh. Mình đem lên nhà mình đổ. À về nhà mới đổ ha. Nhưng mà mưa ôi trời mưa coi chừng chạy cá nhiều quá, chạy cá chốt nhiều quá anh. Cá chốt quá trời. Ở đây, em nghĩ bộ nó chết hết trơn hay gì anh hả? Chết hết hả? Rồi mình bán cá mồi hay sao anh? Không, mình cắt đầu rồi bán mớ cho bác. Bán mớ hả? Ở cái chỗ ta mua 10 ngàn, mình bán 10 ngàn một ký, rồi mình bán ký. Chàng ơi, chàng mới có 2-3 cái lần mà em thấy cỡ 20 ký cá rồi đó. Có lý quá ha anh ha. Cũng có lý quá nè. Cái này mà... Kìa. Cái này mà nhiều có nhiều nữa. Có sú nữa kìa. Có sú à. Có tôm sú. À có tôm sú hả? À con sú hả? À được con tôm sú. Con cá lùi lại cho con. Xích lại đây cho ông nội cái. Nghe. Gung gung quá quý vị không vậy? Bên em cũng không từng xuống nước chiều mà quý vị không giả. Cái này là kêu là 12 cứ ngục đó phải không anh? Ủa rồi ông ngoại đi lụm dây chai hay gì mà trên vỏ em thấy toàn là chai không chai với cây dạ. Gì đâu không nha anh? Cái đó có đài luôn. À cái đài này nãy giờ mình nhớ anh hả? Dạ mình ấy rồi mình cầm hai đầu á. Ý mấy anh em hỏi mấy cái chai nè, bộ vừa đi đặt lú rồi vừa lụm chai luôn hả? Vừa lụm. Ôi. Cũng tiện lợi quá ha. Đặt im chứ bộ, đặt nguyên một giây là cái xong mình dỡ là dỡ cái một luôn ha. Ôi ôi con gì à? Con gì mà nó nhảy kìa. Cá rô. Ôi ôi cá chốt kìa quý vị ơi. Nãy giờ em thấy cũng nhiều rồi đó nha. Nhiều. Nãy giờ 4-5 cái chưa anh? Nghiêng. 4-5 cái chưa? Phải giữ thanh bằng mới được. 3 cái rồi. 3 cái rồi. 3 cái rồi. Ồ, con kìa quý vị. Chắc là bữa nay là em nghĩ là trời mưa nè anh. Trời mưa chạy cá nè. Thường mấy cái ngày thường có chạy cá chốt nhiều không? Mà không bằng trời mưa anh. Trời mưa cá quý vị. Bữa nay không có cá phi được cá chốt không? À. Mưa. Mà bữa là anh dính cá phi nữa anh. Gái nhìn ông nội đặt cá ham không? Gái ơi. Ê, con nội đặt cá quá nhiều ham không? Yeah. Cá kìa. Của mấy ông cháu. À cá chốt không? Chốt cá gô gì nữa kìa. Đặt con bữa một mà nó cá mà nó còn ngọt gì đó anh. Cá ngọt bị mình nó đông nớ. Cái này hình như em thấy người ta đặt là khoảng 2-3 tiếng hồi người ta dở á. Đặt sáng dở sớm là đâu có chết á. Bị mất công chuyện. Côn nước cho bà xã rồi hút men rồi mình mới đi dỡ được. Rồi có người em thấy là đợi là 2 ngày gì đó mới dỡ nữa là cái đó là người ta đổ người ta là, người ta ấy nữa, người ta buộc đuôi lại. Buộc đuôi ha. Ta đổ thôi rồi là ta để lại y cũ ha. Trời ơi. Chèn ngu kìa. Trời ơi, cá hay quý vị. Mà nó chết hết rồi anh ha. Trời ơi, quá trời cá chốt cá gô luôn. Em nghĩ là cái này cũng cỡ này nửa ký đổ lên nè anh. Quá cỡ rồi. Ồ. Mặn mệt luôn á. Cái này mà nếu mà ăn thì là dư ăn nè. Ăn nổi đâu, nhiều quá. Quá trời nè. Kìa nữa kìa. Ừ. Quá trời rồi quý vị không vậy? Quá trời. Dở quá, nãy giờ mà không có dính cua. À con cá chốt này là như nó mình thấy khác con cá chốt trên mình hả chốt hả? Đúng rồi. Chút cờ ấy vậy. Còn ở đây cái chút châu. Kêu chút giấy nè ha. À chút giấy chút cờ rồi đó. Cá này kho tiêu hả ngon hả? Đúng rồi. Cái này kho xả ớt. Kho xả nghệ cũng được. Không nhưng mà có cái này ít nhất là anh cũng lo đủ bữa cơm cho đứa bé nhỏ. Dạ dạ cho. Nói chung là bữa nào đó dư là mình bán rồi mình mua gạo thêm, còn bữa nào nó ít nữa thì để
kho cho mấy bé này ăn cũng im quá ha. Dạ, mình tiện cho mấy bé được ăn cá. Dạ, yeah, nói chung có mấy cái lúa này nó cũng ok rồi. Kìa, dính kìa. Này hơi ít. Dính con rẹm. Dính con rẹm. À, con rẹm nó phải giống như con giống con cua không? Không phải, nó giống như con rẹ. Chèn ôi con kìa. Má thấy cái gì vậy? Ơi, đặt là mình đặt nguyên một dây vậy đó anh. Dạ. Sao anh không đặt bên này qua bên đó, rồi bên đó qua bên này vậy đó? Không được, sợ máy. Đâu nó nằm dưới đáy mà sợ gì? Sợ trời nước cạn. Nước cạn rồi máy nó chở nước đá quay lên quay xuống. Cái này là mình đặt mỗi một lần là đặt khác cái vị trí hay sao anh? Kìa, yeah, cá chốt giấy luôn. Ừ, cua đó không thấy con nào luôn á. Chắc cua này có, chắc ngoài giữa. Phải chỗ người ta hay xả cống rồi mới có. Ờ đúng rồi, mình đặt theo vậy á. Mới mốt anh kiếm chỗ xả cống rồi. Đi quay trên đồng bằng không? Bữa nay mới cái trải nghiệm mình đi xuống nước nha. Cái đó sao không thấy gì chân anh? Rồi mày đi lại trước đi. Về đó anh. Dư ăn chưa? Rồi bữa nay là ông cháu là có mà... cái món cá kho mạc nữa đó. Cái này anh phải liều quá, anh đặt ngang luôn á, rồi anh canh 2-3 tiếng anh dở á. Nó mới chạy nhiều. Em hồi đó em có xài nữa. Ừ. Mà em đặt trong kinh nhỏ mà, kinh này bự quá. Kinh này sâu. Ừ. Kinh này cua biển đồ à. Cái đó là mấy cái đáy đó quý vị. Đây nè quý vị, ông này. Dồn gốc nó luôn. Nghe coi. Cá chốt cũng khó đổ quá ha anh. Tại vì gai gốc rồi đó. Con gái ơi, con đừng có đụng vô ngang cá chốt không đó. Thằng ơi, bây giờ xong rồi quý vị nha. Con à mình dính được con cá mà nó chết hẳn ha. Kìa. Là thí dụ như bây giờ mua có tiền mua nhiều quá anh. Rồi mình đặt ở đây hay là mình ra biển anh? Ra biển đặt. Ra biển đặt ha. Đặt đi thì không được ăn bán mồi cho cua được. Yeah. Đặt gặp chứ em tưởng đâu là mình đặt ở trong vùng này không thì em nghĩ là chắc đủ ăn thôi chứ đâu nó có cá bơi. Yeah. Vô con vô gái vô vô, vô, vô cỏ đi con để ông xe chạy chừng xe đó chừng xe đó nhé. Cá chốt kìa. Cá chốt bự bự không kìa. Cua. Đâu con cua đâu cua con. Đâu? Gẹm. Gẹm. Con gẹm. Con gẹm. Con gẹm nó khác con cua. Con gẹm đó là gạch dữ lắm luôn á. Tháng kia tháng 8. Tháng này cũng vậy đó nè. Anh cho em hỏi thăm nè, thí dụ như mình làm cái nghề này anh là mình có khoảng 30 cái thì là một ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền? Chắc cũng chi phí dầu rồi chắc cũng mình lời được 300 mấy, 200 mấy. Ồ cũng im mà. Ừ. Là 30 cái ha. Là cái đó mình đi ra biển mới được ha anh. Ra biển cá nó nhiều. Rồi như vậy là anh đi trong ngày về hay là anh ngủ lại luôn? Trong ngày. Ngủ lại không ai lo cho bà xã. Coi chừng cá chốt đó con gái. Trời ơi. Bà lớn còn biết phụ ông nội rồi. Con gái không biết mằng cá không? Biết luôn hả? Đèn ơi. Thiệt không anh? Bé nó nói thiệt không anh? Mằng cá sặc rồi, mấy cá không có ấy mằng được. Không có ngành đấy ha. Đèn mà giỏi dữ rồi ta. Giỏi dữ vậy chàng. Cái gì bà cũng biết anh nhờ. Như vậy là nếu mà mình có được 30 cái lập thì anh sẽ đi làm là một ngày ra 200-300 ngàn. Nhưng mà cái đó mình tự chủ ha. Mình tìm mà khỏi có ai la gầy gì với khỏi có ai mướn hay không mướn gì cho em ha. Dạ. Yeah. Ngày nào mình đi cũng được. Ngày nào cũng đi. Dạ. Yeah. Mà dông quá không đi không được. Dông quá sợ hả gì anh? Không sợ vỏ mình rồi
mình vô không kịp. là ngoài biển là sợ giông hả ta? Sợ giông. Rồi thấy mà thấy chuyển trời là chạy vô rồi. Chạy. Rồi cuốn sao kịp? Bỏ đó. Bỏ luôn. Bỏ chắc không trôi đâu. Cái gì lo bản thân chứ. Dạ. Là lo bắn thân trước ha, với cái vỏ máy trước ha anh ha. Vỏ máy thì đi theo mình rồi, mình đi đâu đó đi đó rồi. Dạ. Yeah. Chạy theo, vô rồi. Ồ, như vậy cũng nguy hiểm quá chứ, ra biển thấy gì cũng nguy hiểm ha. Dạ. Yeah. Em tưởng đâu là giông gió nó cũng không sao chứ. Sợ... Ở đây là mình chạy ra biển khoảng bao xa anh? Mười mấy cây số. Ồ, như vậy cũng gần mà. Đi về cũng tầm khoảng 3 tiếng không anh? Nếu mình đi nhỏ. Đi về hả? Dạ. Đi về chắc cả 2 tiếng. Dạ, đi cũng mau. Chàng ơi, con buồn ngủ hả con gái? Ngáp. Hồi nãy con ăn cơm no chưa? No rồi. No rồi he. Chút nữa mấy chú có bánh cho con nè. Con thích ăn bánh không? Mình phải cho nó sạch, không sạch chuột cắn bánh hết. À, giờ mình phải là cũng giống như làm cho sạch luôn. Khỏi gác giờ cá là sạch. Con nhỏ đó con nữa cơ mà. Thấy nghề này cũng cực đó, chứ đâu phải là dễ đâu hên ha. À, thí dụ như bình thường anh đem ra ngoài anh đặt á, rồi đem về là có vũ sạch luôn không hay là vũ sạch? Không phải mình đổ cá mình bán rồi. Trời ơi, cái đó nhiều kìa. Mình vũ lại. Cái đó nhiều quá nhiều kìa. Nó hết hồn. Có nghĩa là mình cân cá đem bán trước, rồi xong rồi mình mới quay về nhà mình vũ. Mình vũ cho nó sạch. Ừ, rồi mai mình đi tiếp. Dạ. Yeah. Thì anh cho em hỏi mấy hôm nay anh có đặt dính cá này không anh? Dính nè, rồi mình ăn đặt được nhiều không hay là mình có được bán mới nào không anh? Có bán được 30 ngàn á. À, được 30 ngàn. Bán cho mồi cua. À. Cái này thấy nhiều quá nè. À, cái này cỡ vô đi con, vô trong đi con. Xe con đứng ngoài xe quá con gái. Đứng ngoài đó nguy hiểm quá. Thì chắc bữa nay trời mưa chạy nhiều hay sao? Trời mưa. À. Ôi, nó sao chốt. Như vậy em nghĩ là gia đình mình đủ ăn rồi đó. Nhiều đây thôi là thấy đủ nhiều ăn quá trời nè. Nhiều đó là nhiều ha. Để kiếm mấy. Kiếm mấy rồi ha. Nó được 40 ngàn. Nếu mà bán là được 40 ngàn ha. À, cũng ngon quá nè, đủ sữa với bánh trái cho cháu rồi. Yeah. Wow. Ờ, có con cá rô nữa ha. Có con sú nữa. Có con sú nhỏ nữa. Ờ, sú đó. Nè. Ừ. Chèn. Gẹm. Yeah. Yeah. Cái này mới nhiều nè. Cái đó ha. Ừ, anh lựa cái nào nhiều nhiều đổ cái đó đi anh, rồi mấy anh em vô nhà cái anh ơi. Ừ. Vô nhà cho tha hết à, cho quần à. Hết hồn cá luôn. Ở trên đó còn con kìa. Đổ cái chốt cực ha. Ở trên phía trên con cá sặc. Cá biển là có cá ngát rồi đó. Bây giờ vậy đi anh đi. À, vậy bữa nay là nhờ trời mưa vô bánh ha. Vô. Dạ. Quá trời cá nè. Chàng ơi là mình đổ mới phần nữa mà được nhiêu đây anh ha. Dạ. Kiếm 50-60. Dạ, tại vì thứ gì khán giả do mấy anh em kẹt thời gian á, mấy anh em còn đi thăm hoàn cảnh khác á. Cho nên là kêu ảnh tạm ngưng lại đổ chỉ phân nửa thôi. À, còn phân nửa thì để xíu nữa mấy anh em đi về á, thì anh sẽ tự đổ nha quý vị nha. Và mà mới đổ phân nửa mà bao nhiêu cá đây quý vị nha. Em nghĩ là cái này chắc gia đình mình ăn cơm từ sáng tới chiều là dư sức hen ha. Dư mấy buổi luôn. Mấy buổi luôn ha. Dạ, cũng mừng quá đi. Nói chung là có cái này trước nhất là có thể là kiếm cho cái đồ ăn, cho ở nhà ăn hàng ngày là cũng mừng rồi. Dạ, còn cái chuyện tiền thì từ từ mình tính tiếp anh ha. Dạ. Vậy số cái số lúa mình nó ít quá mình không có ra bán được. Dạ rồi. Dạ rồi, thôi anh cắt cá đi, anh với anh xối ca nước đi rồi vô trò chuyện với mấy em xíu ha. Trời ơi, cái bếp mình gì đó ha anh. Mưa xuống là nó bề bộn gì ha. Dạ, vậy nó con nó dột quá nè. Dạ. Yeah. Này coi cái bếp nè quý vị. Nó lụm rồi hả? Mấy cái này là rồi anh. Hỏi thăm á chị. Yeah. Là tình hình sức khỏe mình ngày hôm nay như thế nào rồi chị? Nó ba hồi nó khỏe, ba hồi nó mệt.
ba hồi khỏe, ba hồi mệt, nhưng mà chị có cộng thuốc mạnh hơn để uống không? Cũng có cộng thì chán, có thuốc là nó mệt rồi chán. Thôi như vậy đi chị ơi, bây giờ chiều nay á chị kêu ảnh làm như lời chỉ dẫn của thầy thuốc đó, là dùng cái núi đó, nghe lời em đi. Tại vì chị sử dụng cái thuốc này cũng lâu rồi phải không, là nó không có tác dụng gì hết đúng không? Nó rút mổ rút máu ra, nhưng mà thật sự thì nó cũng không có bớt, nói chung là nó chỉ rút bụng rút máu thôi, chứ còn tình trạng sức khỏe rồi thì nó cũng 100% là còn y nguyên. Nó cũng dẹp dẹp bớt rồi, nhưng mà ho cái nó đậm nó xung lên. Tại vì cái loại bạc hà núi này á, chị biết sao không, nhiều người bị còn nặng hơn chị nữa, là người ta ung thư phổi rồi còn bị ung thư giống chị thêm nữa, hai cái kết hợp luôn. Nhưng mà người ta trị á bằng cái phương pháp này á thì giống như là trời Phật phù hộ sao không biết, đừng giờ mà nói mà nó đau luôn. Tại vì chị tính uống hết cái thuốc mà ảnh đi hốt á, rồi xong rồi mới chị quay lại uống bạc hà núi. Bây giờ mình tạm thời mình ngưng khoảng bảy bữa đi nha. Nếu mà chị dùng chị cảm thấy là nó giảm khoảng 10% á thì mình tiếp tục mình dùng, còn mà mình cảm thấy là không có thiên giảm giống như là không có thuốc đang sử dụng á thì mình quay lại mình sử dụng thuốc này tiếp như vậy hay. Đây nè, bữa nay chú lại chú thăm mấy con thì chú có đem cho con mấy con là bánh. À, mấy con thích không? Nè, bánh đó. Rồi nè, nè con gái nè đó, chàng ơi, nè con gái, cảm ơn đi, cảm ơn đi. Ok. Nè, có kẹo nữa nè. Đó. Rồi cho con một bánh nữa ha, nè. Chàng ơi, có cái gì? Không. Nè có. Nè cho con nữa nè. À, ngoài ra là có một bọc rau câu nha. Mấy con thích này không? Hả? Thích không? Có ăn này chưa con? Chưa hả? Chàng ơi mừng không con? Anh chị cho mới thăm nè. Thì trong cái khoảng thời gian qua cái khi mà mấy anh em đã gặp được gia đình mình á và có quay lên á và đã nhận được sự giúp đỡ em, thì anh cho em hỏi thăm là cuộc sống mình nó thay đổi như thế nào, anh có thể chia sẻ cho em cùng với gì khán giả được biết không? Dạ thay đổi, mình có tiền lo cho bé nó hơi đầy đủ hơn, rồi chứ có tiền thuốc cho vợ. Dạ. Cái khoảng thời gian đó mình cũng bớt lo bớt mệt nữa. Dạ. Mình được cái số giúp đỡ thì nó đỡ cực. Nhưng mà anh cho em hỏi thăm cái lúc mà khi mà anh với chị á cũng như là các cháu nè chưa gặp được mấy anh em á thì cái lúc đó nó như thế nào, những ngày tháng nó như thế nào á? Lúc đó em mệt lắm, lúc đó vừa chạy đi mài rồi về, chạy về cho vợ rồi lo cho mấy đứa nhỏ mà. Các kiểu mình phải lo hết anh ha. Lo hết. Dạ. À, có khi nào mà anh cảm thấy là anh lo không nổi luôn? Cũng có mà tại mình khả năng tới đó người ta rồi mình cứ tiếp tục cứ nhiêu đó chứ cứ mình kiếm đâu ra được nữa, cầm cự cho nó qua ngày tháng thôi. Dạ. Anh ha. Dạ. Chứ thật sự là anh cũng không có còn cách để mà kiếm thêm tiền được nữa anh ha. Dạ. Thì bữa nào người ta không kêu thì không có cách nào, mình mượn người ta cũng nói cho đó. Dạ. Anh thì cũng đã thử mượn rồi ha. Dạ. Cũng như gạo rồi lấy lắc thì mình mượn được, mượn bên mẹ rồi hàng xóm gần gần mượn được, mình mượn là đặt ví dụ 2 lít gì đó. Yeah. Chứ mình đâu có mượn được hoài đâu, không lẽ mọi cái mọi đi mượn người ta đâu có cho, ta cũng thủ gia đình đó. Tại vì mình không có đất ruộng mà người ta cũng sợ nếu mượn nhiều, sợ mình không có gạo không trả. Dạ, có nghĩa là hai vợ chồng mình có được chỉ có một cái nền nhà để trồng rau thôi chị. Giờ mình xuống đây mình ở nha chị. Chị cho em hỏi thăm nè. Trong cái khoảng thời gian á mà mình nằm bệnh như vậy chị, mà cái lúc đó là chưa gặp được mấy anh em cũng như là chưa gặp được cái mạnh thường quân,
thì cái lúc đó là chị nhìn cái cảnh ảnh lo làm như vậy á, chị cảm thấy như thế nào chị? Chị cảm thấy bức xúc á, tại vì ảnh làm con ơn rồi lo cho chị rồi lo ba đứa cháu nữa. Chị buồn lắm. Buồn có bữa chị buồn chị bỏ cơm bỏ nước luôn. Trời ơi, là không dám đụng tới một hộp cơm luôn hả chị? Dạ. Tại vì thấy ảnh làm con ơn rồi chị nằm một chỗ nó bắt ảnh lo nữa, giống như là nó bức cướp con người chị khó chịu ha. Dạ. Nhưng mà chị cho nó thăm là nếu mà cố gắng đứng dậy để đi tới đi lui á, chị đứng được không chị? Chị cũng cố gắng lắm nhưng mà chị sợ ho rồi nó ngã nó té rồi ảnh lo mệt nữa. À. Chừng nào mà chị khỏe nhiều mới chị dám đứng dậy chị đi. Tại vì chị cố gắng nó té hết 2 lần rồi. Chị cố gắng rồi nhưng mà đã té 2 lần rồi hả chị? Dạ. Anh cho em hỏi thăm á anh. Khi mà nhìn thấy cái cảnh vợ con mình á, ngày nào cũng phải quằn quại trong cái cơn đau của anh, trong lòng anh cảm thấy như thế nào anh? Buồn lắm, buồn vợ mình đi lên xuống cũng được, rồi chăm sóc mấy đứa này, thấy mấy đứa này ra lộ rồi đó, rồi thấy vợ ngóng ngóng ở trên võng vậy, mình thấy tội nghiệp, cũng tội nghiệp cho vợ, cũng tội nghiệp cho cháu. Mình nói thì nói không được, nói không có nên lời. Thật nhiều mình cũng thương, cũng khóc. Mà tại giờ nó bệnh như vậy mình cứ để trong lòng, cứ dòm vợ nói sao, nói là thương cháu làm sao là thương. Thì mình cứ nghĩ, suy nghĩ. Chú có an ủi vợ hoài à, nói em ơi kệ đi em bệnh, em cứ lo cái bệnh em đi. Rồi mấy đứa cháu mình á thì từ từ nó lớn nó cũng biết rồi. Vợ cũng bỏ khóc, mình nói cha hơi tôi nghiệp anh ha. Dạ. Dạ chị ơi, chị cho em hỏi thì chị mà hiện tại á thì bệnh tình của chị nè, rồi mà mình nên cái ông chồng lo như vậy á, thì thí dụ á một người đàn ông á đâu có lo mà cái chữ mà chăm mấy đứa bé nè đâu có bằng chị đâu, thì chị có nhiều khi mà ảnh đi làm mệt vậy đó chị suy nghĩ, rồi thí dụ mà nói chung là có một ngày chị gượng không nổi á, rồi mấy đứa nhỏ này với ảnh rồi như thế nào, chị có thể chia sẻ cái đó cho em và mọi người được biết cái cảm xúc của chị ạ. Dạ. Cũng gán gượng chứ lắm rồi gượng không nổi. Dạ. Như hôm bữa là chị có kêu ảnh là đi gì? Đi lấy vợ khác hả? Cái đó là ảnh kêu rồi ảnh trả lời như thế nào vậy? Dạ. Tại vì chị có kêu ảnh bệnh tình chị á không biết là qua khỏi không. Dạ. Kêu ảnh đi lấy vợ đi. Ở đây nè. Đặng lo cho cháu, rồi ảnh nói là lấy vợ đâu có phải cháu người ta đâu mà người ta lo. Ảnh nói em bị khùng hả? Em nói cái thí dụ á, lỡ khi mà chị kêu ổng đi lấy thiệt rồi sao? Rồi chị buồn không? Chị không buồn đâu. Dạ, vui thôi, chứ còn hiện tại thì để em hỏi anh. À, một cái người vợ anh nói như vậy đó anh. Rồi dắt đó rồi cái cảm xúc anh như thế nào? Mình buồn. Dạ. Mình buồn bởi vì mình làm bổn phận mình lo cho vợ, vợ kêu gì mình buồn cũng mình có cái ý mình nó không có muốn. Dạ. Cái vụ đó là nói cái vụ đó ra thì mình buồn. Chỉ muốn là để lo cho vợ hết bệnh và chăm vợ. Cháu tiếp phụ anh thôi ha. Dạ. Bệnh thì mình cứ nghỉ ngơi đừng lo cái chuyện khác nữa. La vợ vậy. Đừng cho vợ nói tầm bậy tầm bạ. Dạ. Thưa anh chị cho em hỏi thăm nè. Thì cái ngày đầu tiên á em có hỏi thăm á là cái ước mơ của anh chị là gì? Thì anh chị nói á là cái ước mơ có được một ít tiền để mua gạo, mua sữa lo cho những đứa cháu mình. Và cái lần thứ hai thì anh chị ước mơ có được một ít tiền để mà lo thuốc men chạy chữa cho vợ mình. Và cái lần thứ ba
thì anh chị ước mơ là có được một cái ngôi nhà. Thì nói chung là cái ngôi nhà cũng đã sắp thành hiện thực rồi. Hy vọng rằng anh chị có thể chia sẻ được cái niềm vui cũng như là cái nỗi lòng của mình cho mấy anh em cùng với quý vị khán giả được biết sau khi mà anh chị đã nhận được cái sự giúp đỡ trong khoảng thời gian qua. Dạ, tôi cũng rất là cảm ơn nhiều. Bởi mình nghèo, mình không có đất đai như người ta đó. Mình ước mơ nhiều quá thì người ta nói mình tham lam. Còn mình ước mơ ít quá thì trong gia đình mình thấy nó không có đủ cái gì hết. Mình không dám ước mơ. Thì từ từ mình ước mơ, vừa nói các chú, các bác ở trong nước, ngoài nước thấy hoàn cảnh mình gì á, thì lắm mấy bác, mấy chú giúp đỡ mình rất là cảm ơn nhiều. Ước mơ thì mình không dám ước nhiều đó. Nhưng mà ngày hôm nay á thì anh chị còn cái ước mơ gì nữa không? Nói chung là tất cả những ước mơ lúc đầu thì mấy anh em cũng đã cùng với quý mạnh thường quân thực hiện cho vợ chồng anh chị rồi. Thì anh chị có còn cái ước mơ gì nữa không? Chẳng hạn như anh ước mơ cho vợ anh và cho cháu anh. Như bản thân anh ước mơ cho có tiền lo cho vợ rồi, với có căn nhà nó không tạt mưa gió. Nói chung là căn nhà thì cũng đã sắp thành hiện thực rồi. Còn mình ước mơ nhiều quá cũng mình nó không có dám. Đặc biệt mình ước mơ không ta cho mình ta cười nói trời ơi nghèo mà ước mơ vậy nữa, ta cho cái nhà rồi tiền trị bệnh rồi mình ước mơ cái khác nữa. Dạ, nói chung là anh chị hết dám ước mơ rồi. Không dám ước mơ. Bao nhiêu đó là được rồi ha. Chị ước còn mơ, ước mơ gì nữa không chị? Ước mơ có nhà còn không dám, không muốn, không dám mà ước mơ nữa. Dạ. Bữa nói chung vợ chồng bữa nói ước mơ nói cái này mình nói nghe vậy thôi ha. Ước mơ được rồi. Cũng cố gắng giúp đỡ cho hai anh chị, tạo điều kiện cho hai anh chị để mà có cái khả năng đó, vừa lo cho vợ chạy chữa nè và vừa lo cho ba cháu mình đặng sau này còn cho đi học nữa anh. Dạ. Dạ, anh nhắm anh cho ba cháu đi học nổi không? Ở đây giờ ít nhiều thì cũng phải cho học. Đúng rồi. Bây giờ ông nội không biết chữ rồi, có tới con cháu không biết chữ nữa, lận gái nó ra đường. Thì vừa nãy em có hỏi anh đó là nếu mà có được khoảng 30 cái 12 cuốn ngục, bây giờ mình có 10 cái rồi thì mình chỉ cần thêm 20 cái nữa thôi là anh có thể là đi làm và kiếm được một ngày là khoảng từ 200 đến 300 ngàn đúng không anh? Dạ. Như vậy cũng mừng rồi. Theo em độ cái tiền đó có thể là vừa lo cho vợ chạy chữa được nè, rồi vừa lo cơm nước cho mấy cháu đó, để cho mấy cháu nó bớt ăn khô quẹt nha anh nha. Và hạn chế ăn khô quẹt lại anh nha. Thấy em thấy xót quá. Vậy là giờ còn cứ lo tới năm tới nó đi học thôi à, tới tụ trường nó đi học nữa. Có gì anh chị chừa sẵn tiền á để cho cháu mình nó nhập học nha anh chị nha. Dạ. Với có một cái điều này nè, có nghĩa là cái Bạc Hà Núi á thì em hy vọng rằng anh á triển khai thực hiện cho chị đi. Yeah. Tại vì cái thời gian nó gấp rút lắm, cho nên mình cố gắng nhanh chóng triển khai nhanh nha. Yeah. Để tại vì cho chị á, nếu mà giảm khoảng 10% á thì mình bắt đầu là sử dụng nhiều hơn và tranh thủ hơn nha, để lấy lại cái sức khỏe cho chị, còn chăm lo cho ba cháu nữa. Yeah. Hôm bữa thầy có hướng dẫn cho anh cách xài đồ đầy đủ không? Có. Hướng dẫn đầy đủ nha. Gửi mấy cái phần viên của Mạnh Thường Quân thì anh cũng có một cái số tiền, thì không biết á mấy cái người con anh đi làm ở xa đó rồi điện có mừng với anh không? Dạ nó mừng lắm, nó mừng mà nó khóc nói không được luôn. Dạ. Nó mừng bởi vì nó lo không được rồi. Dạ. Vì cái số tiền bất ngờ trong nước ngoài nước tiếp gì nè, nó cứ khóc nói không nên lời nè. Nhưng là mấy dạ, mấy con anh thì cũng xem ha. Dạ. Nha. Rồi con xè tay ra đi, hai tay đẩy vậy nè, đặng chú đưa nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15.700.000 đó. À, đây là cô chú, vợ chồng cô chú Minh Cúc á. Thì Thanh Trúc có nhận 300.000 của cái bạn mà ẩn danh gửi cho con á, để con mua bánh, mua cái gì con mua ha. Chứ con đừng có mua gạo cho vợ con nghe.